ông chú này là Luffy về hưu, cậu đã tìm được kho báu quan bi. Còn anh này là người sắt, trông hơi gầy gò nhưng lại cực kỳ mạnh khỏe. Và đây là bộ phim về siêu nhân Tung Hoa, khi Tung Hoa có siêu nhân thì sẽ như thế nào? Trước khi vào nội dung chính thì anh em nhớ tham quan kênh Dukey Anime nhé, tôi có để link bên dưới đó. Bộ phim bắt đầu với một nhóm người đang chơi mạt chược. Một cậu bé mặc đồ người sắt chạy vào, cậu là con một người chơi trong này, cậu nói muốn làm siêu anh hùng để bảo vệ mẹ cậu. Người mẹ nghe vậy cũng mặt lạnh như tiền, đang thua bài nên bực rồi xua đuổi cậu đi chỗ khác chơi. Thấy vậy cậu nhóc chạy ra ban công, đứng lên lan can tòa chung cư cao tầng để cất cánh bay lên. Tưởng giỡn chơi nhưng ai ngờ cậu bé bay thật báo quá trời quá đất rồi. Khi gần đáp đất, một ông lao công thấy vậy liền giơ đôi tay dài 3 mét ra đỡ lấy và cứu được cậu nhóc. Đây chắc chắn là khi Luffy đã tìm thấy One Piece về đây làm lao công. Người mẹ bài bạc lúc này mới tá hỏa chạy xuống tìm con. Cô thấy cậu bé vẫn tỉnh bơ, khỏe ri, không bị gì hết nên cảm tạ trời Phật rồi hứa sẽ không bao giờ dấn thân vào kiếp đỏ đen nữa và trở thành người mẹ tốt hơn. Mấy người qua đường đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên bắt đầu xì xào bàn tán về siêu năng lực của ông lão. Đang bà tám giờ thì ông già đã xóa mẹ ký ức của họ bằng một chiếc máy xóa ký ức nhỏ nhỏ nằm trong tay. Và thế là cả chợ tản giấy, ai về nhà nấy. Cảnh tiếp theo, một anh trai bán xiên bẩn tên là Lửa đang nướng thịt cho khách thì gặp chúng quả combo khách hãm, tính nóng như kem. Họ hối quán liên tục do cái lò nướng của quán bị yếu, nướng chậm. Vì vậy mấy anh trai tay to xăm trổ, dân chơi đôn chề, cặp đôi cơm chó, doanh nhân văn phòng liên tiếp thay nhau la ó, réo anh chủ quán. Bí quá làm liều, anh ta đành thò tay xuống dưới lò và lén dùng siêu năng lực của mình để phun lửa từ tay rồi nướng thật nhanh đem ra cho khách. Tiếp theo, một người phụ nữ tên Điện, là một dancer hạ long đang biểu diễn tại một quán bar. Đang trong ca làm việc thì có một cha nội trông biến thái trèo lên sân khấu quấy rối cả hầy sáp vào người cô ấy. Méo nói nhiều, cô lặng lẽ truyền điện vào chiếc cột khiến anh ta khi chạm vào bị giật té khói, rung lắc điên cuồng rồi ngã đùng xuống đất. Kết cục hợp lý cho kẻ tà giam. Cảnh tiếp theo, có một chị gái lái xe bị kẹt ở ổ gà và không thể lái xe đi. Có một anh bảo vệ xuất hiện, anh ta tên là Sắt. Anh ta dùng cánh tay sắt của mình để nâng đuôi xe của người phụ nữ lên, nhất chỉ bằng một tay. Sau khi xong xuôi, anh ta, Lửa và Điện cùng lúc nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tên là Mắt, là thủ lĩnh của họ, thông báo cho họ về một nhóm báo thủ đang trộm đồ gần viện bảo tàng. Cảnh tiếp theo, bọn trộm đến nơi, chúng bắn bể hết các máy quay an ninh. Tiếp theo cho nổ bung cái nắp cống và nhảy xuống lỗ cống để đột nhập vào. Thấy vậy anh xác định xông lên nhưng ông Mắt cản lại, quyết định lén lút đi theo sau để theo dõi chúng, tránh rút dây động rừng. Cả nhóm đang định tiến lên thì một con lăng quăng xanh lẻ lộn nhào đến, mặc đồ bộ siêu nhân canh xeo sọp be. Anh ta tên Dính Giáp. Hóa ra, cậu ấy là thành viên mới của cả hội, nhưng tới ngày mai mới bắt đầu vào làm. Tiếp theo, cậu Dính tấn công bọn trộm bằng chiêu phun nước miếng như phun tơ siêu dính vào lũ trộm rồi nhào lộn cầu vồng cùng đám trộm. Những người còn lại cũng dạo rực sông đến cùng vây bắt cướp với Dính. Đánh bọn họ đến ba má nhận không ra. Ai mà chơi lại được mấy người có siêu năng lực này. Còn sót lại một tên tội phạm vẫn còn tỉnh táo. Lão Mắt quyết định dùng siêu năng lực từ đôi mắt thôi miên hắn ta, làm hắn nghĩ rằng mình là con trai của ổng rồi bắt đầu tự thú nhận rằng họ làm việc cho một tên cướp Trung Đông. Hắn thuê chúng đi trộm nắp cống để tạo ra xe tăng. Nghe thì rất vô lý nhưng nghĩ lại thì vô lý thật sự ấy. Khai xong xuôi, hết giá trị lợi dụng nên ông Mắt liền xóa sạch trí nhớ của bọn trộm rồi bắt giữ họ. Sau đó, Dính được giới thiệu với các thành viên khác trong biệt đội siêu anh hùng và nhanh chóng được giao nhiệm vụ trở thành anh trai shipper đi giao hàng. Dính từ chối hiểu vì sao anh ta lại phải làm việc đó, anh ta nghĩ mình phải làm điệp viên hay ra chiến trận gì đó chứ. Sau đó ông Mắt nói với cậu rằng mỗi anh hùng cần phải luôn che giấu danh tính của mình và việc chọn những việc đơn giản hàng ngày giúp che giấu thân phận tốt nhất. Sau đó, Dính bắt đầu công việc mới của mình, lộn nhào cả nhính Dính khắp cầu thang bộ. Cảnh tiếp theo, giới thiệu về công ty công nghệ có tên là Seven, họ đang thực hiện một dự án nhân bản. Trong đó, người đứng đầu nhóm khoa học là tiến sĩ Bill, đang báo cáo công việc của mình với giám đốc điều hành là ông Trương và đối tác kinh doanh là ông Lê. Tiến sĩ tiêm một loại huyết thanh đặc biệt vào quả quýt khiến nó nhân đôi ra thành hai quả. Ông Lê thấy vậy rất kinh ngạc hoa cả mắt nên yêu cầu chốt đơn ngay cái hợp đồng với Seven. Trong khi đó, Dính làm việc ngày càng ẩu, trẻ trâu vô cùng. Phớt lờ lời khuyên của ông Mắt, cậu ta lười biếng chạy bộ mà leo tường như thằn lằn. Khiến khách nhận hàng chứng kiến hoảng loạn xỉu ngang vì nghĩ cậu ta là ma rồi chứ đâu phải người. Sau khi biết điều này, lão Mắt khiển trách Dính vì dám công khai sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng Dính vẫn gào mồm với ông Mắt và đòi làm điều gì đó có ý nghĩa hơn, phù hợp với sức mạnh của mình hơn. Một cô gái trẻ tên là Tiểu Nhã đến nhờ anh giúp cô giao một số quần áo. Dính ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình nên liền đồng ý ngay. Khi đang ở nhà cô, anh nhận được tiếng gọi của thiên nhiên nên đành xin cô đi giải quyết. Khi đang giải quyết nỗi buồn,
Anh nhìn thấy một con rán liền xun vòi nhảy cẫng lên khiến nước tiểu keo dính của anh Vương vãi ra sàn và cả trên tay. Rồi anh ngã xuống, vô tình vơ trúng chiếc áo rú của Tiểu Nhã, làm nó dính chặt vào tay anh không cách nào gỡ ra được. Tiểu Nhã đang ngồi livestream thì nghe thấy tiếng động nên lo lắng đi vào phòng tắm. Cảnh tượng anh dính loay hoay gỡ áo rú đã khiến cô hiểu nhầm anh là kẻ biến thái, cô liền la làng la xóm lên. Anh chàng tội nghiệp cố gắng giải thích những gì vừa xảy ra nhưng cô chỉ lo la hét và không quan tâm lời anh nói, rồi họ giằng co và tay anh dính lại dính mẹ vào áo cô. Thế là đã xảy ra cảnh tượng mắc cỡ quá hai ơi ngay trên sóng livestream trực tiếp của cô. Anh chàng quính quáng chạy về cố gỡ cái áo ra. Trở lại công ty Seven, Bill thí nghiệm công nghệ nhân bản của mình trên chuột bạch. Con chuột cũng nhân đôi lên giống quả quýt lúc trước. Nhưng thật không may, con chuột không chịu nổi nên đã ngay lập tức banh xác. Điều này khiến ông Trương dỗi quá trời quá đất, vì ông ta tin rằng việc nhân bản các sinh vật sống là trái đạo đức. Tuy nhiên, Bill kệ mẹ ai nói gì nói, anh ta vẫn tin rằng công nghệ của mình sẽ có thể chữa khỏi những bệnh nan y, đồng thời việc nhân bản nội tạng sẽ cứu được nhiều mạng sống. Tuy nhiên, ông Trương khuyên anh ta không nên làm tiếp nữa mà hãy tạm dừng thí nghiệm lại. Tiếp tục sau cảnh ngượng ngùng của cô gái xinh đẹp và anh shipper may mắn, anh dính tức tốc chạy đến chỗ ông Matt, nhờ ông giúp kiểm soát siêu năng lực của mình. Ông Matt liền làm phẫu thuật nhỏ trên tay của anh ấy và tiếp tục dạy anh cách kiểm soát sức mạnh của mình tốt hơn. Vài ngày sau, dính quay lại công việc shipper của mình và được giao nhiệm vụ giao một gói hàng cho Tiểu Nhã. Khi cô mở cửa thấy anh ta liền lập tức giận dữ đóng cửa. Nhưng anh ta cố níu kéo và giải thích mình không có ý gì xấu và chỉ ở đây để giao hàng. Thật không may, khi mở gói hàng ra thì u là trời trong đó là một con búp bê nam người lớn. Cô thấy vậy liền nghĩ thằng biến thái này đang quấy rối mình nên nổi máu chó, dùng búp bê phang liên lịa vào người anh. Xu quá trời quá đất rồi. May sao hàng xóm đối diện nghe ồn ào liền chạy ra rồi giật lấy con búp bê từ tay cô ấy, nói rằng con búp bê là của anh ấy và bắt đầu nổi giận với cô. Sau cuộc cãi vã, Tiểu Nhã ngượng ngùng xin lỗi Dính vì đã hiểu lầm mà đánh cậu. Nhân cơ hội này, Dính giải thích về sự việc trước đó. Ngay sau đó điện thoại của cô đổ chuông và cô vội vã chạy xuống tầng dưới. Dính sau đó đi theo cô ấy và phát hiện ra cha của cô chính là ông Trương. Trong khi đó, Bill vẫn tiếp tục bí mật thí nghiệm nhân bản của mình và đã nhân bản thành công con chuột bạch. Tuy nhiên, anh ấy cảnh báo các thành viên trong nhóm của mình không ai được bếp xét cho ông Trương và họ đã đồng ý. Những ngày tiếp theo, Matt thông báo cho nhóm về một số tội phạm nguy hiểm trong thành phố. Anh giao nhiệm vụ cho Dính đi theo đội siêu sao trong các nhiệm vụ của họ. Những ngày tiếp theo, đội dễ dàng hạ gục bọn tội phạm. Tuy nhiên, vào một đêm khi đang đi theo dõi, một tên tội phạm đã bám theo Tiểu Nhã và tóm lấy cô. Hắn lôi cô lên một tòa nhà cao tầng và cố gắng chiếm lấy cô. Rất may Lục Vân Dính kịp xuất hiện sâu lâu với tên tội phạm. Thấy mình thua nên hắn đã đẩy cô rơi khỏi tầng cao. Dính nhìn thấy liền bay tới thành công cứu được Kiều Nguyệt Nhã. Cô vô cùng biết ơn, mắt sáng rực nhìn anh rồi hỏi tên của Dính. Ngay trước khi cô biết được vị cứu tinh của mình là ai, ông Matt xuất hiện và xóa bà ký ức của cô, rồi nói với cô rằng họ đang đóng phim và rằng cô ấy không thể ở đây. Khi Tiểu Nhã về nhà, có người gọi cô lên xem tin tức buổi tối. Hóa ra là một số máy quay an ninh ở đó đã ghi lại toàn bộ cuộc giải cứu cô ấy. Chẳng bao lâu, Dính trở thành một hiện tượng lan truyền trong thành phố, được người dân gọi anh là người đưa thư. Ông Matt thấy vậy giận tím người và muốn phạt anh ta. Tuy nhiên, cấp trên của anh ta quyết định lợi dụng điều này làm chiêu trò quảng cáo và quyết định quảng bá cho siêu anh hùng đeo mặt nạ. Chẳng bao lâu, Dính bắt đầu trở nên nổi tiếng trong nước. Cậu được mời đóng quảng cáo, chụp hình cho tạp chí và thậm chí làm giám khảo chương trình giọng hát Việt nữa. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của anh khiến anh Sắt Gato nên nhào lên đòi vào mặt Dính. Sắt tiếp tục nắm cổ Dính nên anh ta phun nước miếng Dính vào miệng Sắt khiến anh ta méo mở được miệng. Lúc này Tiểu Nhã xuất hiện trong đám fan cuồng của Dính cố gắng lẻn vào phòng. Cô giờ cũng là một fan cuồng của anh. Ai mà có dè, cô đẩy cửa khiến hai người đàn ông va vào nhau, môi dính chặt môi, tay dính chặt tay ôm nhau mãi không rời. Tiểu Nhã thấy vậy thì xỉu áp xỉu đau, không nói nên lời, lập tức cho rằng người anh hùng trong mộng của mình chơi bia đía. Cô nhanh chóng ra bờ sông xé nát ảnh người anh hùng yêu dấu của mình. Dính cũng chạy theo ngay sau đó và cố gắng giải thích với cô ấy rằng anh đưa thư là trai thẳng, hỏng có bia đía. Tuy nhiên, chăm nghe không bằng một thấy nên cô chẳng hề tin. Vì vậy anh phải nói dối cô rằng anh đã rủ người đưa thư chơi bia đía nhưng bị anh từ chối. Điều này cho Tiểu Nhã lóe lên hy vọng và Dính hứa với cô rằng người đưa thư sẽ đích thân gặp cô và giải thích mọi chuyện. Trong khi đó, tại Seven, một nhân viên tình cờ phát hiện ra chứng cứ rằng tiến sĩ Bill vẫn tiếp tục thí nghiệm trên động vật và báo cáo chuyện này với ông Trương. Anh ta trở nên tức giận với Bill và đe dọa chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, Bill đã tính cả rồi, liền ra lệnh cho nhân viên an ninh bắt giữ ông Trương và các nhân viên đã chỉ trích ông. Ngay sau đó, anh ta tiêm huyết thanh nhân bản của mình vào người nhân viên tố cáo anh ban nãy nhưng không ngờ lại thất bại, khiến người đó gục ngay tại chỗ. Thấy liều thuốc đó không có tác dụng với nhân viên, anh ta yêu cầu một đồng nghiệp của mình sao chép một số dữ liệu để kiểm tra thêm.
Tuy nhiên, ông Trương đã kịp tắt quyền truy cập vào dữ liệu của Bill trước khi anh ta kịp làm thêm. Điều này khiến Bill tức giận, hắn túm cổ đe dọa ông Trương sẽ chích huyết thanh của mình vào người ông. Tuy nhiên, ông Trương rất cứng rồi nói là đéo ke. Điều này khiến Bill không còn lựa chọn nào khác ngoài kế chơi dơ để đạt mục đích. Trở về nhà, Tiểu Nhã đang trang điểm nghiêng mình ráo nước đợi người hùng trong mộng đến thăm mình. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng gõ cửa và hào hứng ra mở, tưởng anh ấy đã đến. Thế méo nào lại là hai người của Bill, chúng đang đứng đợi cô để vào việc. Khi dính đến căn hộ của cô, anh rất hoảng khi thấy phòng trống rỗng, đồ đạc lộn xộn tứ tung nên đã suy ra ngay Tiểu Nhã đã bị bắt cóc. Lập tức anh ta liền gọi cho ông mắt, ông ấy tập hợp cả đội để giải cứu cô gái. Trong khi những người còn lại trong đội tuân theo mệnh lệnh, sắt vì bữa còn cay cú nên do dự. Tuy nhiên, ông mắt vẫn quyết ra lệnh cho anh ta tham gia đội. Mắt nhanh chóng lần ra vị trí của Tiểu Nhã bị bắt cóc và bảo dính đi trước, còn các thành viên còn lại trong đội đuổi theo. Trong khi đó, Tiểu Nhã và cha cô đang bị Bill bắt làm con tin. Hắn đe dọa ông Trương rằng sẽ tiêm huyết thanh vào con gái cưng của ông. May mắn thay, dính kịp đến nơi cứu cô ngay trước khi hắn làm chuyện đó. Anh bắt đầu chiến đấu với các nhân viên an ninh có vũ trang. Ngay sau đó, những người còn lại trong đội cũng đến và gia nhập trận chiến cùng anh ta. Họ dễ dàng chiến thắng, rồi phá hủy tất cả dữ liệu nghiên cứu, nhưng Bill đã kịp trốn thoát. Khi Bill đang bỏ chạy, anh ta nhanh chóng bị sắt chặn lại và vả anh ta. Bill cố gắng đâm ống tiêm vào cổ sắt. Sau đó, anh ấy đau đớn dần đột biến thành người thép và ngay lập tức tiêu diệt nhà khoa học độc ác. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, cơ bắp anh ta phình to, cơ bụng 6 múi lộ lên. Trông như lực sĩ nhưng anh ta mất kiểm soát tấn công những người dân vô tội đi qua đường. Các siêu anh hùng còn lại nhanh chóng cố gắng ngăn chặn anh ta nhưng không hề hấn chi. Dính cũng rất cố gắng solo Yasuo chống lại anh ta nhưng cũng không si nhê, còn bị anh ta lột mặt nạ. Và ngay khi sắt chuẩn bị giáng đòn cuối cùng và chí mạng vào Dính, Tiểu Nhã đã bắn vào anh ta từ phía sau. Điều này thành công đánh lạc hướng sắt, anh ta ném cửa ô tô vào người cô. Dính nhanh tay dính vào người cô rồi kéo cô lại, tạo thế anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này cô đã nhìn thấy khuôn mặt của anh và nhận ra anh ta là người giao hàng hơi biến thái mình hay gặp. Điều này khiến cô vui lắm. Anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui. Ông mắt sớm nhận ra rằng khả năng đánh bại nhân vật phản diện siêu anh hùng sẽ là hợp lực với nhau thay vì chiến đấu solo với anh ta. Vậy nên họ cùng nhau, tất cả đều dồn năng lượng vào Dính để anh ấy bắn ra một trời nước bọt khổng lồ thẳng vào người của sắt. Điều này đã thành công biến anh sắt mình thép biến trở lại thành người thường. Rồi Dính kết chiêu bằng một cú đấm chí mạng. Ông mắt lúc này nhận ra rằng sắt hiện đã được chữa khỏi tác dụng của huyết thanh. Anh ta bảo những người còn lại trong nhóm đưa anh ta đến bệnh viện để điều trị thêm. Khi bộ phim kết thúc, Dính tìm thấy tình yêu của đời mình là Tiểu Nhã và tiếp tục làm công việc chuyển phát nhanh của mình. Và đó là nội dung của phim ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Mọi người hãy để lại cảm nghĩ của mình ở bên dưới. Và nhớ like và đừng quên đăng ký kênh Duke Review để có thể theo dõi và xem tiếp các video của chúng tôi nhé. Cảm ơn mọi người.